chênh lệch lương hưu cán bộ công chức khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính sự nghiệp, đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng. Chênh lệch tiền lương đóng giữa hai nhóm đối tượng trên khoảng 9%. Con số khác, tính đến tháng 12 năm 2023, có 1,27 triệu người hưởng lương hưu, khi nghỉ hưu hưởng chế độ tiền lương của nhà nước. Mức lương hưu bình quân của nhóm này là 6,1 triệu đồng một tháng. Tính chung cả khu vực nhà nước và tư nhân, người hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội có mức hưởng bình quân là 5,6 triệu đồng một người một tháng. Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện thuộc về người lao động từng làm khu vực tư nhân với mức khoảng 140 triệu đồng một tháng.